Trước tiên là chị Hương gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về mình cho cộng đồng được biết đó chị Hương ha. Chị xin giới thiệu về mình. Trước tiên là chị chào quý vị, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Dạ, cảm ơn chị. Sau là chị xin kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Dạ. Chị cũng xin giới thiệu về mình là chị là Hồ Thị Xuân Hương, sinh 1968. Quê gốc của chị là ở Quảng Ngãi, nhưng mà chị đang sinh sống và làm ăn ở Gia Lai cùng con gái đang học đại học. Chị đã chia tay nay là 17 năm rồi. Qua cái chương trình kết nối yêu thương của Tuấn Quỷ, chị đã xem mấy năm nay mà có sự động viên của con gái nữa, chị mạnh dạn vào đây nhờ Tuấn Quỷ tìm cho chị ý trung nhân. Dạ. Vậy là hôm nay là hai mẹ con từ trên Gia Lai xuống chị ha. Dạ. Trước hết là em thấy cái việc mà được cái sự ủng hộ từ con gái và con gái động viên và cùng mẹ để mà đi xuống dưới em để bày tỏ mà kiếm một mảnh ghép cho phù hợp, cái điều đó là cái điều hết sức là hạnh phúc khi mà đã được sự ủng hộ từ những người thân trong gia đình của mình. Thì vậy là chị Hương chỉ được một người con gái duy nhất. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Chị là ở huyện nào của tỉnh Gia Lai chị hát? Chị là ở phường Chị Lan, thành phố Pleiku. Ở thành phố Pleiku. Dạ. Chị có thể giới thiệu về công việc làm cũng như là gia cảnh của mình chút xíu cho bên kia hiểu được với gia cảnh của mình chị hát? Xin trình bày với Tuấn Quỷ và cộng đồng mạng biết được là bản thân Xuân Hương Xuân á, Hương xuất thân từ gia đình ở quê, chung lên từ ở quê lên bằng hai bàn tay trắng thôi, nhờ sự giúp đỡ và mọi người yêu thương ở trên thành phố Pleiku, Hương đã gây dựng lên sự nghiệp. Dạ. Đã làm là thành lập một cái doanh nghiệp, sau đó chuyển thành là hợp tác xã, là làm chủ nhiệm hợp tác xã được 21 năm. Dạ. Khi ba mình đó là ba Hương là hiền, rất là đạo đức, mà ba Hương thấy Hương nhiều việc, công việc nó quá nhiều. Hương ngoài 32 tuổi mới lập gia đình lận, ba Hương mới bảo Hương là con ân cái người đó đi để cho đỡ bớt việc của con. Thì Hương nói chung là cũng thương cha đó, là hiền từ, nên Hương mới chấp nhận đó, cái lời của ba dạy bảo. Từ đó Hương, trong khi mà Hương đi đến hôn nhân thì sau đó là cũng có tình thương, nhưng mà trong quá trình Hương sống thì ông chồng của mình đó là ổng là người làm nhà nước, nhưng mà ổng làm bên đảng, còn Hương là làm bên kinh doanh, nữa là hai cái môi trường nó không thích hợp. Sau đó là chia tay. Thì trong cái thời gian mà Hương làm kinh doanh, và Hương cũng làm vườn nữa, mà cách ra 17 cây, sau khi mà đổ vỡ thì Hương rất là khổ tâm, vừa làm việc và vừa gửi con cho cô giáo và vừa đi làm vườn. Khi đi làm vườn biết 8-9 giờ tối mới về đón con. Hương mới vượt qua tất cả. Mấy năm nay con mình nay, năm nay là 21 tuổi, đã vô đại học rồi. Mà vừa rồi có hai trận đau túi gió. Yeah. Rất là nặng. Yeah. Hương thấy một mình không ai lo. Yeah. Đó là Hương muốn nhờ Vĩ là tìm ý trung nhân cho
để chia bùi sẻ ngọt trong những cái lúc mà đau ốm. Bản thân Hương thì cũng cần giàu nghèo miễn sao mà tâm đầu ý hợp, mà có cái tâm và có cái đức. Điều đó Hương thích nhất. Thưa chị, trước hết là em rất là cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình của em và đã bỏ ra một khoảng thời gian nhất định, cũng như là đã đánh đường từ trên Gia Lai xuống đây để mà bày tỏ lên cái điều này, mong muốn là sẽ kết nối được một người tâm đầu ý hợp. Thì cái điều đó cũng chứng minh được cái sự quyết tâm của mình, cũng như là cái sự hết sức là nghiêm túc. Thì em xin ghi nhận, cũng hy vọng là trong tương lai thì sẽ một nửa bên kia của chị mà xem được cái video này, cảm thấy rằng là chị là cái đối tượng mà phù hợp với cái nửa bên kia đó, thì hy vọng anh ta sẽ đến đây để mà kết nối, để mà gọi là được bày tỏ với chị. Khi đó thì em sẽ kết nối cho đôi bên sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì trong buổi trò chuyện hôm nay thì em cũng vừa hỏi về cái gia cảnh cũng như là công việc của chị, thì em cũng có hiểu về cái gia cảnh của chị phần nào, cũng như là bên kia cũng đã hiểu được phần nào. Thì không biết là bây giờ thì chị còn làm việc không, hay là đã nghỉ hưu rồi, đã nghỉ ngơi rồi chị? Thưa cộng đồng và quý vị, giờ chị là nghỉ được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Giờ chị không làm bên vận tải nữa. Chị làm ngoài buôn bán nhỏ nhỏ thôi. Vậy là trước đây là làm vận tải hả chị? Vận tải cụ thể là mình vận tải về cái các mặt hàng hay là vận tải hàng hóa? Sau hồi xưa là đầu tiên chị thành lập là doanh nghiệp tư nhân thôi. Sau đó là nhiều cá nhân và hợp tác xã chị rất là đông. Sau đó là nước bảo chị là chuyển đổi hợp tác xã. Chị làm chủ nhiệm hợp tác xã được 21 năm. Nhưng mà cái việc mà bây giờ chị không làm nữa là do chị muốn nghỉ ngơi, hay là do cái công việc không thuận lợi, hay là do như thế nào chị ha? Nói chung là chị con càng ngày càng lớn và chị thấy mình làm 21 năm thì cũng là nhiều rồi. Chị muốn nghỉ ngơi. Cũng tới thời điểm nghỉ ngơi rồi chị ha. Cái điều đó là đồng nghĩa với cái việc là em cũng rất là chúc mừng cho chị. Bởi vì có nhiều trường hợp, ví dụ như là chẳng hạn như làm ăn thua lỗ, phá sản, ví dụ này kia như vậy, thì cái điều đó là rất là đáng buồn. Nhưng mà nếu ví dụ như mà mình cũng làm, con người cũng cái sức người có hạn, và nó cũng đến cái thời kỳ mình cũng phải nghỉ ngơi chứ đâu mà ai mà làm hoài. Thì nếu ví dụ như mà chị vẫn giữ được cái phong độ đó thì cái điều mà hết sức là đáng mừng. Sợ nhất là tuổi này mà phải bôn ba đó chị. Tuổi này mà phải bôn ba là phải nói rằng là một cái điều mà hết sức là phải đáng lo ngại chị ha. Vậy thì bây giờ đó thì trong cái cuộc sống cũng như là trong cái sinh hoạt thì chị có hài lòng với cái đời sống hiện tại không, ngoài cái việc tình duyên ra? Thưa cộng đồng và quý vị, thì bản thân chị cũng quá cực khổ nhất, quá gian truân từ nhỏ đến lớn, thiếu về không kém may mắn về tình duyên, trong đó là cũng thiếu tình thương của gia đình chị nữa. Và chị cũng thấy là hỏa nguyện về bản thân mình trong việc làm, nhưng mà cảm thấy nó bị cô đơn, nó bị trống vắng khi hai cái không được. Một công việc gì thành nữa là chị muốn nhờ vĩ là tìm ý trung nhân. Ở bên kia để cuộc đời nó còn ngắn ngủi chứ không có dài. Thật sự thì em thấy lứa tuổi nào cũng cần có một người bên cạnh để chia sẻ. Cho nên thì đối với chị bây giờ thì cũng chưa gọi là quá muộn, nhưng mà nếu mà để nữa thì đúng thật sự là nó muộn thiệt. Để 5-7 năm nữa thì đúng thật sự là nó rất là muộn. Nên là chị có cái mong muốn như vậy thì em cũng xin ghi nhận.
Và trên thực tế đó thì là em chỉ là người chuyển tải câu chuyện, chứ em không phải là người làm mai. Nên là hy vọng là khi cộng đồng nghe được qua cái sự bày tỏ của chị thì ai sẽ là cái người mà thấy chị dễ thương và phù hợp với một nửa bên kia đó, thì người đó sẽ tìm đến em để mà mong muốn em ghi nhận em giống như là bác đưa thơ vậy đó. Thì em sẽ chuyển tải đến cho chị. Dạ. Còn cái việc là người trong tương lai là người ở xa hay ở gần, ở khu vực nào này kia, thì chị có ưu tiên cho khu vực nào không? Chị với chị thì không, xa gần thì cũng không quan trọng. Miễn sao là tâm đầu ý hợp. Dạ. Và người có tâm có đức là chị thích thôi. Dạ. Chứ cũng không quan trọng rằng là người đó ở đâu này kia ha. Dạ. Có nhiều người đó thì chẳng hạn như sợ phải xa con hay là xa cái nơi mình đã từng quen thuộc thì lại muốn ưu tiên cho cái khu vực gần. Còn có nhiều người thì ở khu vực gần đó thì cũng gặp không nhiều may mắn nên muốn thoát khỏi cái khu vực đó coi thử cuộc sống của mình có gì thay đổi hay không. Ví dụ như vậy thì đó là cái nguyện vọng. Dạ. Còn đối với chị thì cũng không quan trọng về điều đó chị ha. Ở đâu cũng có người tốt chị. Còn cái việc mà tuổi tác và dần thân tỷ hợi này kia thì chị có ưu tiên cho tuổi nào con gì không? Nếu như vậy mà bị, chị thì nghĩ chị cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà như vậy kỹ như vậy thì cũng tốt. Chị thì chị cũng không quan trọng, nhưng mà và nhiều lúc là ông bà xưa có hay để lại những cái câu xưa để lại, thì chị nếu chị mà chọn mà kỹ những cái tuổi là tuổi tuổi Tý và tuổi tuổi Sửu. Yeah. Rồi hạp tuổi gì chị có biết không? Theo chị giờ lớn tuổi là chị cũng không quan trọng. Yeah. Kỹ là hai cái tuổi Sửu với lại tuổi tuổi Tý đó. Yeah. Không tốt cho chị lắm. Yeah. Đại khái là nếu ví dụ như có sự lựa chọn thì đương nhiên là mình sẽ tránh hai tuổi đó, hoặc là có hoặc là nếu có sự lựa chọn thì ưu tiên cho một số tuổi của một số khung tuổi nào đó vậy ha. Đương nhiên là cái đó là cái gọi là nếu có sự lựa chọn, chẳng hạn như là 10 người đến với mình thì trong đó thì mình đương nhiên là mình phải chọn cái tốt đến với mình là cái trước tiên. Còn nếu ví dụ như ngược lại mà cái tốt đẹp nó không đến với mình nó ấy thì buộc lòng thì mình cũng phải không phải là nhất thiết là phải như vậy, đúng không chị? Đúng. Yeah. Rồi còn cái tính cách của chị Hương thì chị có tự đánh giá được về tính cách của mình là người năng động hay là người nhút nhát hay là thế nào không? Chị cũng qua cái thời gian thì chị cũng suy nghĩ và nhiều đêm nằm suy nghĩ là mình có một cái khuyết điểm là nóng tính và cố chấp. Nhưng mà thời gian gần đây thì chị cũng thay đổi nhiều. À. Thì bản thân chị thì sống khép kín, chị không có sống như người ta. Thì nữa là mình kiểm lại cái người mình là nó có cái gì ưu khuyết, thì cái khuyết điểm là nóng tính và cố chấp. Nhưng mà bây giờ là chị bỏ đó rồi. Dạ. Bỏ từ lâu rồi. Hay. Có nhiều việc là chị rất là kiềm chế. Có khi là hiện tại giờ có việc là gần 10 năm chưa giải quyết xong, nhưng dạ, chị vẫn kiềm chế được. Bản thân mình không sai một cái gì hết. Dạ. Chỉ chờ đợi một là nhân quả, hai là pháp luật thôi. Chứ còn bản thân chị là chị kiềm chế được. Có một cái tính là cũng thương người ghê lắm. Dạ. Thương người hay giúp đỡ người. À. Em rất là hoan nghênh chị khi mà chị dám bày tỏ lên cái việc mà cái khuyết điểm của mình và nhận thấy được khuyết điểm của mình, thì đó là một cái điều mà hết sức là đáng trân trọng và đáng hoan nghênh. Vì thường á, nếu mà mình không nhận được cái khuyết điểm của mình, không tự biết được khuyết điểm của mình thì thường là đâu có biết đâu mà sửa. Còn nếu ví dụ như mình biết thì mình sửa, mình nên sửa. Thì cái đó là cái hết sức là đáng quý. Mà đúng thực sự là cái cố chấp thì đúng thực sự là nên sửa. nên đúng thực sự là nên sửa. Theo chị đó thì chị nghĩ là
chị làm vợ thì chị có làm được tốt cái bổn phận của mình làm vợ không trong tương lai? Theo chị thì chị sẽ làm tốt được cái phần đó. Làm tốt phần người miền Trung mà, miền Trung là rất là chịu khó, mặc cam chịu. Dạ, chịu khó đúng, thật sự là em xác nhận. Bởi vì người miền Trung có thể là do từ xưa nay đó lại do cái thiên tai bạo lụt này kia nhiều. Vì vậy cho nên là đã hứng chịu nhiều cái đau khổ và hứng chịu nhiều cái vất vả đó. Cho nên là đối với bây giờ phụ nữ miền Trung á, gọi là không có quản ngại cái vất vả nữa. Trong tương lai đó chị, thì đương nhiên là đối với tuổi của chị bây giờ mà lập gia đình đó, thì có thể rằng là bên kia sẽ còn có con cái. Thì không biết là cái việc mà khi mà một người kết nối với chị mà anh ấy đang còn có con nhỏ 9-10 tuổi này, cái ví dụ như vậy, thì chị có e ngại về cái việc đó không? Chị không e ngại, thì con mình cũng con như người ta thôi. Mình biết dung hòa, quan trọng cái dung hòa là quan trọng nhất. Đương nhiên thì ví dụ như là bây giờ chăm con nhỏ thì chắc không có nữa đâu. Nhưng mà bởi vì chăm con nhỏ thì thường là phải con mình sinh ra, chứ còn con của người vợ kia sinh ra thì đối với cái đứa tuổi của chị thì đương nhiên anh kia cũng phải là trên tuổi chị. Cho nên là nói để mà tính theo cái mặt bằng chung thì nói để mà anh ta còn con nhỏ quá nữa thì không có. Nhưng mà nếu có thì chị có ngại không? Không ngại. Dạ không ngại. Dạ thì dễ thương. Cũng hy vọng là trong tương lai, thì đó là mình đặt ra tình huống thôi, chứ còn nói cái chuyện là trong tương lai gặp ai thì hoàn toàn là mình chưa có thể biết được. Đối với chị thì bây giờ mà gọi là theo chồng, cái khái niệm của theo chồng, thì chị có e ngại về cái việc theo chồng không? Cũng không ngại. Cũng không ngại. Tại vì con mình nó lớn rồi. Mình cũng mong muốn là thì như tìm hiểu ai đó, thì trong thời gian tìm hiểu thì cái mong muốn lớn nhất của mình là con mình học ra trường là có việc làm. Và mình thích nhất. Còn xa gần hay là đi đâu thì cũng không ngại. Không đáng ngại gì ha. Còn nếu ví dụ như là cái nguyện vọng của ảnh mà muốn cùng lên sống với chị ở trên đó, thì chị nghĩ như thế nào? Và cái điều đó chị có tối kỵ hoặc là có e ngại không? Không có vấn đề gì. Thì cái này thì thật ra thì em cũng đặt tình huống thôi, chứ còn cái chuyện đó cũng có thể có xảy ra. Và thường thì người ta hay nói thuyền theo lái, gái theo chồng. Thì thường thì gái theo chồng thì nó thường là lẽ tự nhiên là nó như vậy. Nhưng mà biết đâu được, ví dụ chẳng hạn như ảnh cũng muốn về chung sống ở này kia trên đó, thì em cũng hỏi coi cái tư tưởng của mình như thế nào, vậy thôi. Và mình xử lý cái tình huống nếu có thì mình xử lý ra sao thôi. Không sao hết. Vì nhà cửa chị cũng ở riêng. Liên quan gì không. Em hỏi mang tính là tham khảo ha, chứ không có phải là mình sẽ gặp như vậy. Nhưng mà nếu có gặp chăng nữa thì đôi bên mà hòa hợp nhau và có nguyện vọng thì cái đó đôi bên tự xử lý. Em quên hỏi chút xíu là ở trên Gia Lai thì có cái đặc trưng gì, có đặc sản này cái gì, hay là có cái danh lam thắng cảnh gì chị có thể giới thiệu cho cô chú anh chị chút xíu được không? Gia Lai thì chị thấy nó cũng bình thường, nó thì có cái biển hồ, khu du lịch tham quan, nói chung là không có cái gì đặc trưng hết. Nói về cây công nghiệp thì có cây cà phê, rồi cây ăn quả thì ở đây cũng có nhiều, mà sầu riêng đồ, bơ. Gọi là trái cây này kia nhiều. Đặc sản thú rừng thì có, mà họ nuôi hết nai rồi theo rừng như vậy, nhưng mà nói chung là cũng nuôi thôi. Em nghe trước đây em có được đọc một cái bài văn ở trong một cái bài văn của lớp mấy em quên rồi, cái gì mà có con sông Bô Cô chảy về con tum, có dãy núi Chư Pa gì đó chắn ngang tạo nên một hồ nước tuyệt đẹp ở lưng chừng trời gì đó. Em còn nhớ là có cái bài văn đó lớp 1, lớp 2 gì đó. Là chị có ở gần núi Chư Pa đó không? Xa, xa hả chị?
chị có từng biết đến nó không? Chưa. Chưa, vậy là cũng chắc ở xa chị ha. Xa. Ok chị, thì nay được gặp một người vị khách ở xa xôi tới thì em cũng tìm hiểu chút, cũng như là mong chị bày tỏ để cộng đồng cũng hiểu thêm về cái địa danh của nơi mình đang sinh sống. Thì trong buổi trò chuyện hôm nay đó, thì không biết đối với chị thì chị thấy có điều gì muốn bày tỏ thêm và có điều gì mà em chưa hỏi không ta? Nếu có thì chị cứ bày tỏ thêm ha, nguyện vọng của mình. Còn đối với cá nhân em thì em cũng tìm hiểu mang tính là cơ bản, rồi để xem ai sẽ là người đến bày tỏ với chị thì em sẽ ghi nhận để cho chị được biết. Thì nếu chị không muốn bày tỏ điều gì thêm thì chị gửi lời chào tạm biệt đến cộng đồng, rồi mình sẽ kết thúc buổi trò chuyện hôm nay chị ha. Nhân đây mình cũng hè dẫn gái vào đây để tham quan phong cảnh sông nước cho biết. Hai là cũng nhờ kênh chuẩn bị kết nối yêu thương tìm cho chị ấy trung nhân để chị sống một con đời còn lại. Cuối đây chị cũng không có gì hơn, chúc đại gia đình nghỉ nhiều nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Mong kênh của Trung Vĩ ngày càng phát triển hơn nữa. Vì kênh của Trung Vĩ là mang tính cách mang tình thương đến mọi người nhiều hơn và rất là nhân văn. Chị rất là cảm ơn Trung Vĩ. Một người rất là thân thiện, không giờ chị quên. Chị cảm ơn chị từ lâu rồi. Vậy hả chị? Và cũng nhân đây chị kính chúc toàn thể anh chị em chú bác trên cộng đồng mạng, trên kênh kết nối yêu thương của chúng Vĩ được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Ok chị. Rồi vậy cuối cùng thì em cũng xin ghi nhận cái sự chân thành cũng như là sự nghiêm túc của chị đã đánh đường xuống đây để bày tỏ điều này. Thì trong tương lai ai sẽ là người bày tỏ với chị thì em xin ghi nhận cho chị được biết chị ha.